Vua viết kiểm điểm. Ngày xưa, có vị quốc vương hung bạo, độc đoán. Ông ta ban ra những bộ lệnh vô lối, bắt quan lại và chúng dân coi là đúng đắn, anh minh và tuyệt đối thực thi. Hễ ông không vừa ý với ai thì coi như kẻ đó tận mạng. Các bá quan thân cận với quốc vương rất bất bình, căm hờn. Nhưng phận bề tôi, họ lúc nào cũng sống trong tâm trạng nơm nớp, e dè từng hành động. Sao các khanh xem hề diễn xiếc, mặt mày nặng trịch cả đám thế kia là sao hả? Thưa quốc vương, trung thần không dám ạ. Xem diễn hề mà mặt mày căng như dây đàn, há chẳng phải các khanh chê hề ta gọi tới chẳng ra gì hả? Quốc vương nói đúng đấy, các vị hãy cười lên đi chứ, tôi diễn hề chứ có phải phục vụ đám tang đâu nào. Không may cho chú Hề, tính tình khẳng khái, phóng túng, lần đầu biểu diễn ở điện hoàng gia. Chú đâu hay biết mình vừa phạm phải tội tày đình. Mình có nói gì sai hay sao? Tên Hề hỗn hào kia, nhà ngươi dám! Thần quả thực không biết mình đã làm gì sai. Quan bộ lệnh, nói cho nó biết nó vừa phạm tội gì. Tàu quốc vương, người này đã ngắt lời quốc vương và nhắc tới việc thằng thóc vốn là tối kỵ trước mặt người, tội này đáng chết không tha. Hoàng cung các người luận tội mắc cười hơn cả diễn hề, tôi chưa từng nghe đến cái tội trạng ấy bao giờ cả, vô lý, quá vô lý. Cậu Hề, mau im lặng đi, nói thêm lời nào, thêm tội nặng lời đó. Được lắm, tên Hề kia, ngươi không biết thì ta đây không tính tội. Giữa lúc tất cả ngạc nhiên, tưởng như quốc vương đã thay tính đổi nết, thì ông ta bất ngờ giáng lệnh xuống. Ta cho phép ngươi ra khỏi điện của ta, và nếu như từ bây giờ ta còn phát hiện nhà ngươi cùng qua đêm ở vương quốc của ta, thì bây giờ ta sẽ treo cổ ngươi ngay. Đi tới nơi nào hoặc biên giới của quốc vương thì nhanh nhất cũng mất 15 ngày. Có tiền trên trời thì may chăng mới có thể không qua đêm. Thấy là chú Hề vẫn không thoát được cái chết rồi. Thành quốc vương này đúng thật khốn bảo, lấy mạng người như bỡn giống như người ta đồn. Mình không thể chết dưới tay hắn được. Lệnh của ta đã đủ khoan dung với ngươi chưa hả? Quốc vương thật khoan dung. Người nói tôi còn qua đêm ở vương quốc là tôi bị treo cổ phải không ạ? Lập tức treo cổ. Thế thì nếu như tôi không qua đêm ở vương quốc của bệ hạ, thì tôi sẽ hoàn toàn thoát tội đúng không? Phải, ta không những sẽ xóa tất cả cho ngươi, mà khi ấy ngươi còn muốn gì được nấy nữa. Quốc vương anh minh, một lời không đổi chứ ạ? Một lời không đổi. Chú Hề không chút hoang mang trước lệnh giáng vừa nhận. Ai cũng nghĩ, thôi thì đành, cái chết được báo trước, âu cũng hơn là bất ngờ ập đến. Khoanh vùng nơi nó lui đến. Sáng sớm mai, lập tức bắt nó về đây. Ta sẽ đích thân ban lệnh treo cổ. Tuân lệnh. Đứng lại, tên Hề kia mau đứng lại. Ta có đi đâu mà đứng lại? Ta đang đợi các ngươi đến trước về cung vua đây mà. Sắp chết rồi mà còn lớn tiếng. Mau bắt lấy hắn đi. Ta đã tha cho nhà ngươi và nói nếu ngươi qua đêm ở vương quốc của ta thì sẽ lập tức treo cổ. Tên Hề kia, bây giờ ngươi chết đã tâm phục khẩu phục ta chưa hả? Ê, nhưng bệ hạ chẳng cũng đã nói nếu tôi không làm như vậy thì chẳng những tha tội mà còn khiến tôi muốn gì được nấy. Ngươi giờ vẫn còn lồ lộ ở đây, còn chưa rời khỏi thành, chứ đừng nói mấp mé hướng đi tới biên giới. Vậy mà còn già mòm hả? Lời bệ hạ vừa nói đúng là không đúng. Tôi đúng là chưa rời khỏi thành, nhưng đêm qua tôi cũng không hề qua đêm ở vương quốc của bệ hạ. Lúc này bệ hạ ép tôi chết,
thì sao có thể coi là đức vua anh minh như lời đồn chứ. Tên hề sắp chết đến nơi mà còn già mồm. Ngươi không qua đêm ở vương quốc của ta thì ngươi qua đêm ở đâu? Mau nói ngay cho ta. Dạ, trước tiên xin dám hỏi quốc vương, ngươi có phải là quốc vương của cả người và ma quỷ không ạ? Đương nhiên không có ma quỷ nào hết. Vậy thì mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi ạ. Thần đúng là đã đánh cược mạng mình chẳng sai. Vị vua anh minh như người sao có thể là vua của ma quỷ? Vậy nơi người chết và ma quỷ chắc chắn không phải vương quốc của người. Hỗn láo, vương quốc ta sao lại có những thứ chết chóc đó chứ? Vậy thì tôi xin khẳng định rằng tối qua tôi đúng là không qua đêm ở vương quốc của bệ hạ, vì tôi ở tại một hầm mộ mới đào trong nghĩa địa công cộng, nơi thuộc về người chết và ma quỷ. Vậy bệ hạ có thực thi lệnh không ạ? Ngươi, nhà ngươi phải, đương nhiên phải thực thi lệnh. Nhà ngươi được thoát tội. Đó cũng là lần đầu tiên có một người dám đứng ra cãi lý và khiến vị quốc vương độc đoán không thể bắt bẻ một lời. Chú Hề chẳng những được tha chết mà còn dùng quyền muốn gì được nấy của mình mà chính quốc vương tuyên bố khi chú không qua đêm ở vương quốc, để buộc quốc vương phải xóa bỏ những bộ lệnh vô lý mà ông ta đặt ra. Cuộc sống của dân chúng vương quốc trở nên thoải mái hơn nhiều. Đâu đâu người ta cũng biết đến và mến mộ chú Hề bé nhỏ mà cơ trí và dũng cảm. Túi tiền bị đánh rơi. Thuở xưa, có hai anh em nhà kia được sinh ra trong một gia đình giàu có. Sau khi người cha qua đời, ông dặn dò hai anh em cùng nhau đi đòi một món nợ lớn ở làng bên, coi như tài sản ông để lại. Đây là 1.000 đồng tiền mà tôi nợ cha các cậu. Các cậu hãy cầm về mà chia nhau làm ăn. Dạ, cảm ơn bác ạ. Chắc phải chờ một lát nữa mới có thuyền về. Cũng đến giờ cơm trưa rồi. Anh em ta vào quán bên kia ăn tạm cái gì đó để chờ nha. Vâng ạ. Vẫn còn một ít thức ăn thừa, để anh mang ra sông thả xuống cho lũ cá ăn cho đỡ phí. 1.000 đồng tiền này nếu phải chia đôi thì chỉ còn 500 đồng. Giá mà có tất cả thì tốt biết mấy. Này anh, già đói quá, anh có thể cho già chó cơm thừa kia không? Tội nghiệp cụ quá. Cháu biếu cụ vài đồng, cụ vào quán cơm kia mà ăn một bữa cho no nha. Anh thật tốt bụng. Anh Tam, mình đi thôi anh. Hơi đâu mà anh cứ lo những chuyện bao đồng thế chứ. Trời ơi, túi tiền rơi mất rồi. Hả? Trời ơi, cả 1.000 đồng tiền chứ ít gì. Gia tài của cha để lại cho anh em mình đấy. Sao em lại bất cẩn thế chứ? Tại em mà số tiền mới bị mất. Anh hãy đánh chửi em đi. Thôi, em đừng trách mình nữa. Việc đã rồi thì biết phải làm sao. Đúng là ông anh ngốc nghếch. Anh ta không thể ngờ rằng 1.000 đồng tiền này vẫn đang nằm trong tay của mình. Trời ơi, sao lại thế này chứ? Rõ ràng mình đã tráo đổi túi tiền thật và vứt túi chứa sỏi xuống sông. Sao bây giờ ở đây lại là túi sỏi chứ? Lẽ nào mình vứt nhầm túi tiền thật sao? Trời ơi là trời, tiền của tôi. Con cá này giá bao nhiêu vậy? 1.007 đồng tiền. Hả? Làm gì có con cá nào giá trên trời như vậy? Rất nhiều người đi qua hỏi mua cá của ông lão, nhưng ông lão đều bán với giá 1.007 đồng tiền nên chẳng có ai mua. Đúng lúc đó, người anh đi ngang qua, ông lão liền gọi vội lại. Này anh! Ông gọi tôi ạ? Tôi muốn bán con cá này cho anh có mua không?
Tôi nghe cả chợ đồn ông bán con cá này với giá hơn 1.000 đồng tiền. Làm sao tôi có thể mua nổi chứ? Người khác tôi bán với giá đó, nhưng với anh tôi chỉ bán 7 đồng tiền thôi. Anh nhất định phải mua nó. Này, ở chợ cứ có ông lão nài bán con cá này, mình mang ra bếp làm món gì ăn đi. Dạ, con cá này đang chữa hay sao mà bụng to thế? Mình ơi, trong bụng nó có cái túi này nặng lắm, mình vào đây mà xem. Trời ơi, tiền! Sao lại nhiều tiền thế này? Đó chính là 1.000 đồng, tiền mà hai anh em ngươi làm rơi xuống sông, ta mang đến để trả lại cho nhà ngươi đó. Thật thế sao ạ? Ôi, đội ơn ngài, nhưng ngài là... Ngươi còn nhớ lão ăn mày được ngươi cho tiền bên bờ sông chứ? Chính là thần sông ta đây. Hôm đó, ngươi không chỉ giúp ta mà còn lấy thức ăn thừa của ngươi cho cá ăn. Ta rất cảm kích trước tấm lòng lương thiện của ngươi, vì vậy ta mới giúp ngươi giữ tiền. Khi túi tiền rơi xuống, ta đã sai cá nuốt vào bụng, rồi sai người biến thành ông lão bán cá mang số tiền trả cho ngươi. Ôi, đội ơn thần sông, tôi phải đi báo tin mừng này cho chú Tứ biết mới được mình ơi. Không được, ngươi có biết chính hắn đã tráo túi tiền thật với túi sỏi và âm mưu chiếm trọn túi tiền không? Sao có chuyện đó ư? Chú ấy dám làm vậy ư? Chính ta đã hóa phép trao đổi hai túi tiền lại như ban đầu, nên cái túi mà hắn ném đi mới thật sự là túi tiền. Hắn là một kẻ tham lam, lừa gạt huynh đệ. Vậy nên ngươi không cần báo cho hắn biết, cũng không cần chia tiền cho hắn làm gì. Ngươi xứng đáng được nhận hết số tiền này. Thôi, ngươi tự lo liệu đi. Đây là tiền cha để lại cho hai anh em. Tôi không thể lấy hết số tiền này được mình à. Mình không trách chú ấy sao? Dù sao chú ấy cũng là em ruột của tôi. Tôi tin sau chuyện này chắc chắn chú ấy sẽ hối cải và từ bỏ thói tham lam của mình. Mình đúng là một người có tấm lòng độ lượng. Tối hôm đó, người anh mang tiền sang cho người em. Nhận được tiền, người em vô cùng xấu hổ về hành động của mình. Anh hứa sẽ thay đổi, sống tốt hơn. Và từ đó, hai anh em đỡ đần nhau làm ăn và sống vui vẻ, yêu thương nhau đến cuối đời. Sự biến mất bí ẩn. Ở một căn nhà hẻo lánh, có hai anh em sinh sống với nhau tên là An và Bình. Bố mẹ mất sớm, Bình thì bị bệnh, nên ngày ngày An lên rừng nhặt củi để bán lấy tiền nuôi em. Bình ơi, trời sáng rồi, vậy ăn cháo đi em. Em không ăn đâu, cho em ngủ đi, em mệt lắm. Không được, em phải ăn cháo mới nhanh khỏi bệnh được. Ngoan nào, gắng ăn nhiều cho mau khỏe. Không may cha mẹ mất sớm, em chịu nhiều thiệt thòi quá. Lúc ốm bệnh thế này mà em chỉ được ăn bát cháo loãng thôi. Bây giờ em nằm ở nhà nghỉ nha. Nước anh để sẵn đầu giường rồi, khát thì lấy mà uống. Anh đi lên rừng nhặt củi, lát anh về với em luôn. Dạ vâng ạ, anh về nhanh nha. Ừ, được rồi, em yên tâm đi, anh đi đây. Mình cố gắng thêm chút nữa, mình cần phải bồi dưỡng, phải mua thêm thuốc mới nhanh khỏi bệnh được. Ai mua củi không? Củi khô đây ạ. Hay chà, hôm nay cậu phát được nhiều thế. Bó củi to này, ta mua 5 đồng nha. Cô ơi, cho cháu một lạng nha. Hôm nay lại có tiền mua thịt nấu cháo cho em hả con? Vâng ạ. Khổ thân thằng bé, bố mẹ nó mất sớm, có mỗi mình nó đang nuôi em gái vất vả lắm đấy. Vậy à, hoàn cảnh đáng thương quá. Bình ơi, anh mua được thịt về nấu cháo cho em rồi đây, em đợi anh một chút nha. Anh An ơi, em đau bụng quá, em đau bụng quá. Sao người em nóng quá, em có đau nhiều không? Bụng em đau quá.
mệt lắm. Bây giờ em nằm yên nha, anh đi nấu cháo cho em ăn ngay đây. Ăn xong rồi uống thuốc là khỏi thôi. Bình ơi, dậy đi em, ăn cháo còn uống thuốc nữa. Bình ơi, em chịu khó một chút nha. Bình ơi, em làm sao thế? Em trả lời anh đi, đừng làm anh sợ mà. Bình ơi. Trời ơi, sao hôm nay lại nóng hơn cả hôm qua thế? Không được, mình phải đưa em vào bệnh viện ngay. Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ sống khôn chết thiên, hãy phù hộ cho mình, hãy để mình mau khỏe lại. Bình ơi, bây giờ em phải gắng lên, sắp tới được bệnh viện rồi. Có chuyện gì thế cậu bé? Cháu cầu xin bác, bác làm ơn làm phước cho hai anh em cháu đi nhờ tới bệnh viện tỉnh, không em cháu nguy mất. Hay chết dở, cô bé sao thế? Mang đưa em lên đi. Bố mẹ ơi, bố mẹ hãy phù hộ cho mình mau chóng khỏe lại à. Đâu là người nhà của bệnh nhân vừa cấp cứu? Dạ, cháu ạ, cháu là anh trai của em Bình ạ. Thế bố mẹ và người thân của các cháu đâu? Dạ, bố mẹ cháu mất sớm, nhà cháu cũng không còn ai thân quen ạ. Em cháu giờ đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng em cháu vẫn phải phẫu thuật. Nếu không phẫu thuật, em cháu không khỏi được. Nhưng số tiền phẫu thuật rất lớn. Bác sĩ ơi, xin hãy cứu lấy em cháu với. Đến khi em cháu khỏe lại, nhất định cháu sẽ kiếm tiền trả cho bệnh viện ạ. Được rồi, được rồi. Thật là những đứa trẻ tội nghiệp. 3 ngày nữa là em mổ rồi. Bác sĩ nói mổ xong là em sẽ khỏe lại, em sẽ được về nhà. Đúng rồi, em sẽ nhanh được về nhà thôi. Vì các cháu có hoàn cảnh quá đặc biệt nên bệnh viện đang kêu gọi sự giúp đỡ về chi phí. Cô bé cần hiến thận. Sức mai thận của cháu có tương thích với em cháu. Tuy nhiên, trong cuộc phẫu thuật tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả cháu nữa. Anh An ơi, anh An ơi, cô ơi, anh An của cháu đâu rồi ạ? Cô không rõ nữa. Chắc anh An về nhà lấy đồ rồi, đi mà chả dặn mình một tiếng. Anh An về chưa cháu? Chưa cô ạ. Sao anh cháu đi lâu thế không biết? Sao 2 hôm nay không thấy anh An tới thăm mình? Chắc cậu bé sợ quá nên trốn rồi. Hôm trước nghe tôi nói phải hiến thận cho em, và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng khi hiến thận. Tôi thấy cậu bé mặt trắng bệch, vẻ sợ sệt lắm. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Khổ thân cô bé Bình. Tạm thời cô đừng nói gì cho cô bé biết. Từ từ rồi mình tính cách khác. Chắc cậu bé sợ quá nên trốn rồi. Hôm trước khi nghe tôi nói phải hiến thận cho em, và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng khi hiến thận, tôi thấy cậu bé mặt trắng bệch, vẻ sợ sệt lắm. Không, anh An không bao giờ bỏ rơi mình. Không biết anh có chuyện gì không nữa. Sáng hôm sau, chào bé. Vì một số lý do nên ca phẫu thuật này hoãn. Dạ cháu, cháu đây rồi bác sĩ ơi. Có thể bắt đầu phẫu thuật được rồi ạ. Đúng cậu, anh ấy đâu vậy? Anh làm em lo quá. Đến nào, anh thương. Hôm trước em ngủ say mà anh vội, nên anh không đợi em tỉnh dậy nói cho em được. Mấy ngày qua anh vào rừng để kiếm củi gánh nước. Hả? Cháu vào rừng kiếm củi gánh nước làm gì? Chẳng phải bệnh viện đã miễn viện phí và chi phí phẫu thuật rồi sao? Dạ, nhà cháu ở sâu trong rừng, cách con suối khá xa. Với số củi và nước đó, em cháu có thể dùng trong nửa năm. Nếu chẳng may trong lúc phẫu thuật cháu có chuyện gì không hay, em cháu chỉ còn lại một mình thì sẽ không phải lo lắng gì về củi đốt và nước uống nữa ạ. Mọi người thấy chưa? Cháu đã nói mà, anh cháu không bao giờ bỏ rơi cháu đâu. Xin lỗi cậu,
Chúng tôi cứ tưởng cậu sợ quá nên bỏ đi rồi. Làm sao cháu có thể bỏ đi được chứ? Chỉ có dùng thận của cháu thì em cháu mới có cơ hội chữa khỏi bệnh mà thôi. Một tháng sau. Chúc mừng hai cháu đã được về nhà. Bác thật không ngờ kỳ tích đã xảy ra khi ca phẫu thuật thành công và hai cháu hồi phục nhanh vậy. Có lẽ đó chính là phép màu đến từ tình yêu thương của các cháu dành cho nhau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!